Tử Phi tuổi Canh Thân 1980, tháng 3 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử Vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp được nhiều may mắn, vận sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, có thể nói rằng khỉ là con vật thông minh, khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Bởi vậy mà những người tuổi Thân không những tài giỏi, thông minh, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Những người tuổi Thân rất ham học hỏi, họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà họ thường có nhiều kiến thức, am hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Họ thích được tự do, đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị ở xung quanh mình. Hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ về vận trình của tuổi Canh Thân sinh năm 1980 trong tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu. Với mong muốn anh chị có thể nắm được vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên để tiến hành công việc đạt được những kết quả mong đợi và tránh những thị phi, rủi ro. Vậy trong tháng này, gia chủ tuổi Canh Thân có gặp may mắn về tài lộc, làm ăn phát đạt hay gặp đen đủi, xui xẻo, đủ đường? Công việc nào thuận để làm, công việc nào xui nên tránh? Mời anh chị hãy cùng theo dõi video để biết chi tiết, cụ thể. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Đều có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2021. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 3 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3, từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 11 tháng 5 dương lịch. Tháng Nhâm Thìn có nạp âm là Trường Lưu Thủy, ngày Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và Thân Thành thủy cụ, xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu, tuyệt Tuất. Đối với những người tuổi Canh Thân trong tháng 3 âm lịch sẽ cần phải tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 1 tháng 3 từ ngày 12 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Canh Dần. Thứ hai là ngày âm lịch 13 tháng 3 từ ngày 24 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Dần. Thứ ba là ngày âm lịch 25 tháng 3 từ ngày mùng 6 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Dần. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm ở bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra còn có các ngày tốt đối với những người tuổi Canh Thân trong tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu. Đầu tiên là ngày âm lịch mùng 4 tháng 3 tới ngày 15 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Quý Tỵ, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Thứ hai là ngày âm lịch 16 tháng 3 tới ngày 27 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Ất Tỵ, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Thứ ba là ngày âm lịch 28 tháng 3 tới ngày 9 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Tỵ, có nạp âm là Sa Trung Kim. Đây là 3 ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành, hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu
họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Canh Thân 1980. Những người tuổi Canh Thân là người có tính tình ôn hòa, nhân ái, điềm tĩnh, thích yêu thương và chăm sóc những người xung quanh. Bản chất họ là những người rất hiền lành, thân thiện và mong muốn làm những điều kiện, điều thiện, điều tốt giúp ích cho đời. Những người tuổi Canh Thân thích trêu chọc mọi người nên dễ làm mất lòng, như duyên không được tốt. Đây là tính xấu mà cần phải sửa đổi để được mọi người yêu quý hơn, cũng tốt hơn cho con đường tiến thân sau này, sự nghiệp được hành thông và thuận lợi. Vận mệnh người tuổi Canh Thân khá tốt khi nhận được cơ may, tài lộc không tồi. Bí quyết phát tài của họ chính là tích lũy và đầu tư. Nhờ công sức làm ăn chăm chỉ, tiết kiệm thu vén chi tiêu nên tuổi Canh Thân có được cho mình một khoản kha khá. Có tiền trong tay, chớ nên tiêu xài hoang phí mà nên mua những thứ thiết thực hay đầu tư vào bất động sản sẽ có lợi hơn. Nên người tuổi Canh Thân không mấy may mắn khi mà phúc lộc từ gia đình không có nhiều, anh chị em không hỗ trợ và giúp đỡ được nhiều. Bản mệnh phải tự mình nỗ lực, tay trắng xây dựng cơ đồ. Gặp khi thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì khả năng thành công là rất cao, có thể một bước lên mây sau một đêm trở thành tỷ phú. Bước sang tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu, được tam hợp nâng đỡ nên các phương diện trong vận trình của người tuổi Canh Thân nhìn chung khá ổn định, sự nghiệp phát triển, tài lộc khởi sắc. Chuyện tình cảm lứa đôi đang trên đà tiến triển tốt, nhưng người tuổi Canh Thân sẽ tìm được hạnh phúc đích thực thuộc về mình. Trong tháng 3 âm lịch cũng sẽ giúp cho chuyện làm ăn kinh doanh cũng như công việc của bản mệnh tiến triển thuận lợi. Những mối nhân duyên tốt sẽ tạo ra quan hệ tốt, hợp tác cùng nhau phát triển. Nhâm Dương Thủy gặp thần Dương Kim nên gọi là thực thần, nghĩa là thần bị sinh xuất tiết mất khí, nên trong tháng này các gia chủ tuổi Canh Thân cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Bước sang tháng 3 âm lịch để không bị tiểu nhân ám hại cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc, nữ gia chủ tuổi Canh Thân nên mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chớp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Đồng thời, đây cũng là pháp khí của nhà Phật được ra đời trên nền tảng chăn lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hành thông, tốt lành. Về sự nghiệp, sang tháng Nhâm Thìn, tuổi Canh Thân gặp cục diện tam hợp, bản mệnh hoàn toàn có thể mong đợi sự phát triển khởi sắc của sự nghiệp. Tuổi Canh Thân sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này, sự nghiệp của tuổi Canh Thân sẽ tương đối ổn định, các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của bạn. Vì vậy năm nay, sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn. Trong tháng 3 âm lịch, tử vi nhắc nhở tuổi Canh Thân cần phải thận trọng, kẻo gặp họa tiểu nhân. Công việc đang trên đà tiến triển tốt, vì thế mà có thể bị kẻ tiểu nhân nhòm ngó. Do sự nghiệp của bản mệnh không có những bước tiến rõ ràng trong khoảng thời gian 3 tháng âm lịch. Tuy nhiên, bản mệnh sẽ phải tham gia vào các buổi tiệc tùng, tụ tập, vì thế cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Ngoài ra bản mệnh cũng cần phải thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng, sốc nổi hay chủ quan, thiếu chỉnh chu trong công việc. Nếu không, sẽ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà lấy mất vị trí của mình. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vấn hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi Canh Thân nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tĩnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm có giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hành thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Về tài lộc, xem tử vi tháng 3 âm lịch, tuổi Canh Thân không cần lo lắng quá nhiều về đường tài lộc. Sự phát triển ổn định của sự nghiệp sẽ mang lại may mắn về tài lộc, các khoản đầu tư và khoảng thời gian rảnh rỗi, chúng sẽ tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, bản mệnh không thể quá ngông cuồng và lãng phí. Tuổi Canh Thân sinh năm 1980 có thể may mắn kiếm được tiền. Hiệu năng là tuyệt vời sẽ dẫn đến sự gia tăng đáng kể về tiền lương và tiền thưởng.
Ngoài ra, bản mệnh là người giỏi đầu tư vào các lĩnh vực tài chính, có rủi ro và lợi nhuận thấp, có vẻ không kinh tế nhưng sẽ mang lại cho bản mệnh thu nhập cao khi được tích lũy ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên, bản mệnh lại có xu hướng chi tiêu, tất cả các loại chi tiêu sẽ tăng lên trong năm. Và bản mệnh cần phát triển một sổ kế hoạch, tất cả các loại chi tiêu sẽ tăng lên trong năm nay. Và bản mệnh cần phát triển một kế hoạch tốt để làm cho tất cả hài hòa và đáp ứng. Thời điểm này, cơ hội tài lộc khá nhiều, bản mệnh nên chú ý để nắm bắt thời cơ, chớ nên để cho thời cơ trôi đi quá nhanh mà bản thân còn đang mù mờ về bước đường phía trước. Ngoài ra, bản mệnh nên năng làm việc thiện, có thể từ đó sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình. Cho đi là nhận lại, hãy làm việc thiện với cái tâm trong sáng, chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán quá mức, sẽ lợi bất cập hại. Để may mắn thành công, các gia chủ canh thân hãy mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa, Phật Pháp, cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Tình cảm và gia đạo. Tuổi canh thân, chuyện tình cảm có dấu hiệu phát triển khá tốt đẹp, những người độc thân chinh phục được ánh mắt của bạn khác giới trong những buổi tụ tập bạn bè nhờ bản tính cởi mở và hài hước của mình. Bản mệnh sẽ quen được những người bạn chân thành, có cơ hội tìm được người như ý muốn. Tuy nhiên, với những tuổi canh thân đã có gia đình thì bản mệnh cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời. Đồng thời, trong tháng 3 âm lịch, gia đình sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh và tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng một cách thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm gia đình. Để kích đào hoa, tăng hòa hợp, vợ chồng tuổi gia chủ canh thân nên sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn của kênh phong thủy Gia Cát. Pháp khí có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, đem lại may mắn, bình an. Về sức khỏe, những người sinh năm 1980 sẽ có sức khỏe tốt trong 3 ngày, sự nghiệp trôi chảy, cảm xúc ổn định và tập thể dục thường xuyên cũng sẽ góp phần lo cho sức khỏe của bản mệnh luôn được tốt hơn. Nhưng bản mệnh cần phải tránh xa rượu và thuốc lá. Năm nay, sự giao thiệp xã hội gia tăng có thể yêu cầu bạn uống và hút thuốc nhiều hơn. Cho dù sức khỏe của bạn tốt đến đâu, hút thuốc và uống quá nhiều có thể phá vỡ cơ thể của bạn. Vì vậy, tốt hơn hết, bạn nên cắt đứt quan hệ, giảm dần giao tiếp xã hội và chăm sóc cơ thể tốt hơn. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi canh thân cần mang bên mình vòng tay tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, chúng tôi vừa chia sẻ với quý vị và các bạn về vận trình tử vi của gia chủ tuổi canh thân sinh năm 1980 trong vòng 3 tháng âm lịch. Hy vọng với những chia sẻ, kiến thức chúng tôi vừa gửi đến quý anh chị, mọi người có thể vận dụng vào cuộc sống của mình để có những kết quả tốt hơn. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã tin tưởng, đồng hành cùng kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm, cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện để giúp quý vị và các bạn có thêm một danh sách hoàn thiện đưa đến quý vị những kiến thức chuẩn chỉnh. Để được hỗ trợ chi tiết về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi canh thân trong tháng 3 âm lịch. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị ở trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.